棒。嗨拜嗨拜 Surprise 耶 Boom 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 Chiki chiki boom 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 天元恐龙耶门小西蓝铁带小马的道歌把声内叫ta suốt đây các bạn mình đây mình ước gì bộ sừng này biến mất bộ sừng tuyệt vời của Triceratops nè các bạn ơi ra ngoài chơi thôi ra ngoài chơi thôi à Sitacosaurus đừng bắt chước mình nữa Đừng bắt chước mình nữa. À, đồ bắt chước. Đồ bắt chước. Đây là Sitacosaurus thích pha trò, còn được biết đến là thằng lằn vẹt, vì mỏ của chúng giống mỏ vẹt. Hi, chào mọi người. Chào Maya Sora. Mọi người muốn chơi gì hôm nay? Chúng ta chơi đánh tên khủng long được không? Mình sẽ kể các đặc điểm và các bạn đánh tên khủng long. Được thôi, mình chơi trò này giỏi lắm đó. Muốn đánh bại mình không dễ đâu. Để rồi xem, cùng chơi thôi. Chán cứng cho chức vô địch hút đầu. Peggy Cephalosaurus. Nó thật nhanh nhẹn như nhóm chim. Mái mịt, Kelly mái mịt. Wow, các bạn giỏi quá. Nhưng cái tên tiếp theo sẽ không dễ đâu. Một con khủng long xấu xí có ba sừng trên mặt. Hả? Ba sừng trên mặt hả? Xấu xí sao? À ha, đó là Triceratops ba sừng. Câu này hài hước quá. Ôi trời, Triceratops đã nghe mọi chuyện. Sao mình xấu quá vậy? Sao mình lại có những chiếc sừng ngu ngốc và vô dụng này? Con yêu, có chuyện gì vậy? Không ai thích con vì những cái sừng này. Con có sừng để làm gì? Những chiếc sừng bảo vệ chúng ta. Ngay cả những cái ăn thịt to lớn cũng phải khiếp sợ chúng. Đúng vậy. Và sau này bạn của con sẽ trân trọng trái tim tốt bụng của con. Ba mẹ chắc không? Dĩ nhiên. Triceratops lấy hết can đảm và trở lại chỗ của những người bạn. Ngay lúc đó chạy đi. Các ngươi có thể thử nhưng không thoát đâu. Chúng ta sẽ bắt các ngươi bằng những móng vuốt sắc nhọn. Ôi không à. Nè, để bạn của tôi yên. Ngươi từ đâu tới vậy? Ngươi sẽ không thoát được đâu. Triceratops. Quên cậu đi sang hôm nay đi. Wow, Triceratops can đảm đã chống lại bọn Velociraptor. Đừng bao giờ quay lại đây, hoặc các người sẽ hối hận. Đúng vậy, các ngươi sẽ hối hận. Mình chưa bao giờ biết bộ sừng của bạn tuyệt như vậy. Yeah, mình đã biết là chúng rất tuyệt. Không phải bạn nói chúng xấu xí sao? Thì bạn cũng nói vậy mà. Làm gì có. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã cứu tụi mình. Và xin lỗi vì đã chọc ghẹo bạn. Chúng ta làm bạn được không? Được, mình thích lắm. Mình rất vui khi giúp được các bạn với bộ sừng này. Và từ đó, các chú khủng long nhỏ trở thành bạn tốt của nhau. Ba sừng Triceratops nhỏ và nhanh nhẹn Hypsilophodon giống vẹt Sitacosaurus mỏ dịch Mayasora kẻ cắp xảo quyệt Velociraptor. Này các bạn có thích video của chúng mình không? Đừng quên nhấn đăng ký, subscribe nhé. Hãy tìm Ping Pong trên YouTube.